Chào các bạn, chào các bạn đến với một số bạn mà luôn luôn dislike video của mình. Mình rất là ức chế. Kệ con mẹ mày, a hi hi. Mà các bạn làm cái gì mà các bạn dislike vậy? Bởi vì em làm video quá tệ, a hi hi dislike. Các bạn thấy tự hào không? Có, tao rất tự hào. Con người luôn luôn có một cái lòng tự trọng. Ai mà không có lòng tự trọng chắc không phải là người. Đó là súc vật á. Đó là súc vật á. Mình làm cho các bạn xem để có niềm vui, tiếng cười mỗi ngày. Đó là gọi là trẻ trâu. Fuck you. Trẻ cộng trâu là trẻ trâu. Trẻ cộng trâu là trẻ trâu. Really nigga. Dislike á là các bạn đéo tôn trọng á. Never. I will never shed a spit of respect for you. Bạn ơi, bạn chơi cái game này đi, cái game này hay lắm. Có nhiều game hơn, mình có thể lấy tiền thiệt, mình có thể mua game cho các bạn. Mình quay game cho các bạn xem luôn. Oh yeah. Hello mấy cung. Chào mừng mấy cung đến với channel của Thủy. Thủy, hôm nay sẽ làm Overwatch anime tiếp nữa nha. YouTuber người ta có thể nhịn ăn, nhịn ngủ, nhịn mặc. Người ta làm video cho các fan của mình xem. Ui, thằng này làm dở này, slime nè. Ui, slime đi. Anh em mày slime đi. Các bạn làm vậy các bạn thấy không? You look like shit. You look like a piece of trash. You look like a trash can. Are you a trash can? You look like trash. You smell like shit. You smell like someone vomiting. You disgust me. You make me want to kill myself. I love it. Keep doing it. Keep it up. Keep it up, bro. Video này mong các bạn đừng có dislike giùm mình cái nha. Tôi lại mấy ông luôn á. Bye bye.